lại là mình Sima, tấu công bà nó hài đây. Ok anh em ơi, hôm nay là tôi lại với làm sao biến kè của tôi là từ giàu này trở thành nó là siêu giàu luôn nha anh em ơi. Thì kè tôi nói chung là đồ với lại là súng này kia cũng rất là nhiều luôn anh em à. Nhưng mà tôi cũng đang lưu trữ là rất là nhiều mà hộp súng này với lại là đá mà thuật các kiểu luôn anh em ơi. Hôm nay là tôi sẽ phá cũng như là mở hết nhà để xem là trong mạc của tôi là có những gì ấy. Tôi sẽ phá hết nha anh em ơi. Đây anh em thấy là tôi là có tặng là 436 cái mũ cũng như là tóc luôn nè anh em ơi. Quá trời nhiều luôn anh hai ơi. Trời gấu rồi trời, tao nói là nó nhiều kinh khủng khiếp luôn á anh em à. Đây tôi lướt cho anh em xem nha. Tôi sẽ cho anh em xem sơ qua phần tú đồ nam nha anh em ơi. Phần áo là tặng 737 cái áo luôn nè anh em trời à. Trời còn nhiều hơn mũ nữa kìa. Tính ra là phần áo là mình chơi cũng như là rất là lâu rồi anh em ơi. Mình tích lũy rất là nhiều luôn rồi đấy. Ok anh em ơi, đây áo gì nói chung là không có luôn anh em à. À bây giờ anh em comment ở dưới cho anh biết nha, nếu như mà anh em sở hữu kè của tôi trong một ngày á thì anh em sẽ làm gì nha. Tôi sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất trên kênh 15 và tôi cho mượn trong một ngày nha anh em ơi. Ok phần quần này đấy, nói chung là quần hồng thiên với lại quần thám hiểm các kiểu là có đầy đủ luôn anh em ơi. À tôi thì anh em thấy là định giá xem là bao nhiêu tiền anh em comment dưới nha anh em ơi. Ok giày dép nha, 498 đôi giày cũng như là dép nè anh em ơi. Trời quá trời luôn anh hai ơi. Anh gờ gán người có xem video của em á là cấp cho em hai cái đôi giày cũng như là dép nữa để nó tròn 500 anh em à. Ê cái thay giàu quá à. Ok bây giờ là phần mắt kính với lại mặt nạ nha, 321 mắt kính với lại là mặt nạ nè anh em ơi. Đấy xịn sò con bò luôn. Ok, tôi thì nói chung là với Lâm cũng hay vô cũng như là quay clip cho các bạn xem ấy. Tại vì tôi là đồ gì cũng có anh em ơi. Tổng hết luôn là có 95 cái mặt nạ này. Ui, anh gà gán cho em 5 cái mặt nạ nó cho nó tròn 100 nữa chứ 95 nhìn ngứa mắt quay cả trưởng luôn ấy. Ui, đạo chích nè. Tổng hết luôn là có 34 cái đồ lưu trữ nha anh em ơi. Khủng long là tôi full luôn ấy. Đồ dự trữ là tôi có 19 bộ anh em ơi. Nhưng mà mấy bộ này là tôi đã sổ hết rồi anh em à. Đấy, nói chung là anh thấy không, đã sổ hết này. Chữ thanh niên này mài gì qua gì. Ok anh em ơi, thì tôi đã cho anh em xem xong là sơ qua ở phần tủ đồ tôi rồi nha. Bây giờ là tôi lại với Lâm xem là có gì cũng như là tôi sẽ phá nha anh em ơi. Ok, bây giờ là vô phần khác nè anh em ơi. Đấy, hợp lý rồi, thấy bán dễ nhiều không? Trời nhiều chứ anh hai, sao anh hai giàu dữ vậy? Đây, ạc của tôi là có tặng là 10 cái hộp đá ma thuật luôn này. Bây giờ là tôi sẽ mở cũng như là tất cả luôn nha anh em ơi. Và quy đổi nha anh em ơi. Đây, một cái hộp đá ma thuật là sẽ được một bộ anh em à. Ok. Ok chốt bộ này luôn anh hai ơi. Bộ này em thấy là ngầu không? Ngầu chứ anh hai, đẹp nữa. Ok tôi sẽ đổi hết luôn nha anh em ơi. 10 hộp đá ma thuật đó là nói chung cũng khá là nhiều đấy. Ui nói chung là cây AUG này tôi có skin gọi anh em ơi cho nên là không có mở nha. Bây giờ là để xem là bộ nào mà gọi là ngầu lòi anh em, tôi sẽ đổi trước nha anh em ơi. À tính ra là bộ này cũng ngầu lòi này, đổi luôn này. Ok anh em ơi. Anh hai cho đổi một bộ đồ đi anh hai. Ok mình sẽ cho mấy Lâm lựa một bộ cũng như là đổi nha, em chọn bộ nào? Xóa hả? Ok, nói chung là bộ này theo như cá nhân của mình thấy là cũng ngầu nè anh em ơi. Cũng khá là đẹp á, hiệu ứng nữa. Bây giờ là còn 7 hộp đá ma thuật này, tức là đổi được 7 bộ nữa anh em ơi. Đây, tôi chốt bộ này luôn nha anh em ơi. Rồi, ngon lành cành đào luôn này. Bộ này là nói chung là ra cũng khá là lâu đời nè anh em ơi. Rồi, bây giờ là còn 6 hộp đá ma thuật này. À, còn lại rất là nhiều đồ luôn nè anh em ơi. Hôm nay là tôi phải nói chuyện lớn luôn anh em à. À mua bộ này luôn đi anh hai ơi. Đổi chứ mua gì mày. Ok, rồi hợp lý rồi anh em ơi. Ok bây giờ là còn lại 5 hộp đá ma thuật này để xem là còn bộ nào nha anh em ơi. À đây bây giờ là mình sẽ chốt bộ này luôn nha. Đấy xịn sò con bò luôn anh em. Ủa, à hướng đẹp vậy. Tính ra là bộ này mình thấy là cũng khá là đẹp này so với là đồ nữ anh em ơi. Rồi bây giờ là bộ này nha. Đây tôi kiểu như là cực kỳ thích xem là phim Từ Hiền Đại Thánh luôn anh em ơi, cho nên là đổi bộ ngộ không nha. Ok ngộ không này hợp lý luôn anh em ơi. Rồi mở luôn anh em à. Rồi bây giờ là còn lại 4 hộp đá ma thuật này, anh cho em mở đi. Dạ. À mình còn lại 3 hộp anh em ơi, quên còn lại 3 hộp mà mình nói 4 anh em à. Nhưng mà nói chung là 3 hộp là còn 3 bộ anh em ơi. Rồi bộ nào? À, chắc mua bộ này luôn đi hai ơi. Ui vãi nồi, Thiên Lâm chọn bộ này anh em ơi. Ok gì đứt mẩm mà gì vậy. Nhưng mà không vô anh em ơi, tại vì tôi là hôm nay sẽ phá hạt tôi mà. Ok nha anh em ơi, để xem là còn cái gì nữa không nha. Để em đỡ bộ DJ quẩy anh hai ơi. Ok, bộ DJ quẩy của nữ này nói chung là cũng khá là xịn anh em ơi. Rồi, mở luôn này, hợp lý rồi. Còn lại một hộp đá ma thuật cuối cùng anh em ơi. Tụi tôi sẽ chọn bộ đồ hóa phụng nha. Đây, chốt luôn bộ này anh em à. Bộ này nói chung là có cái tóc nhìn khá là ngầu này. Đúng rồi anh hai ơi, hiệu ứng lửa cũng đẹp á. Rồi, hợp lý rồi anh em ơi. Và chính thức là tụi tôi đã đổi xong nha anh em ơi. 10 hộp đá ma thuật ra đi trong chớp mắt luôn á anh hai ơi. Sau khi mà tôi với lại với Lâm là đã mở hết là hộp đá ma thuật á, cho nên là bây giờ tôi sẽ đi kiếm là hộp đá ma thuật nha anh em ơi. Đấy, mở cái này là có cơ hội là trúng hộp đá ma thuật này. Ok. Mở nè. Ừ,
là trời bé lâm đen vậy. Bây giờ tới lượt mình nha anh em ơi. Màu hợp duy nhất là ga luôn này, em có tin không? Không anh hai ơi. Trời ơi, vãi nồi không nghe thiệt anh em ơi. Bây giờ là tới lượt của mình nữa đi anh em ơi. Ok, hai hộp này, rồi. Ga này, thiến lên lên để lên, chúc mừng là ga luôn ấy. Ga cái này nè, ui. Chúc mừng rồi này, ga rồi. Vậy. Ga cái mũ. Trời ơi, là trời cay thế nha. Không sao anh em ơi, bây giờ là mình cho bé Lâm quay nha anh em ơi. Ok, bây giờ tới lượt của em đây. Dạ. Ok, để xem là bé Lâm mở ra cái gì nha anh em đây ơi. Đây nè, ga nè, rồi ra cái nịt luôn anh hai ơi. Rồi, bây giờ là tới lượt của mình anh em à. Đây, mình lên núi tu luyện cho nên là mình có một cái con thằng chú này. Prince Prince. Đó. Cái vậy? Gì cái mũ này trời ơi là trời. Thiên lên lên, đĩa lên lên. Ra đi mà. Đó. Ui. Hộp đá ma thuật anh em ơi. Sao vậy? Trời ơi là trời, câu thằng chú của ông thầy ở trên núi tôi dạy anh em à. Nói chung là anh em nên áp dụng nha. Rồi, bây giờ là tới lượt của bé Lâm ấy. Đây nè, coi mở nè anh hai ơi. Ok, khá là hên rồi anh em ơi, ra xem đi, là ra đi, ra đi. Bé Lâm có mở được cái gì nữa không nha. Đây nè, rồi ra cái nịt luôn anh hai ơi. Ui, bé Lâm mở được bộ tuxedo anh em ơi. Bộ đó nói chung là tôi cũng có là khá là lâu rồi đấy. Bây giờ tới lượt của mình, hai với quay kim cương này. Rồi đi em đi anh hai ơi. Ok, rồi ăn đi Lâm ơi. Đây nè, che yeah, chúng vậy. Trời ơi, chúng gì vậy? Trời, chúng mũ nữa. Vãi nồi, bé Lâm đúng kiểu cực kỳ đen anh em ơi. Chúc mừng mà toàn ra cái mũ không ấy. Rồi, tới lượt của mình anh em à. Đây rồi, chắc chắn lần này ga này, em tin là ga không? Không anh hai ơi. Gì không tin nhau với mày. Ga này. Rồi ra cái nịt luôn. Vãi trưởng thật sự luôn anh em ơi. Coi em nè anh hai ơi. Hai hộp cuối cùng là dành cho bé Lâm nha anh em ơi. Xem là ra cái gì không nha. Đây okay. Nè, rồi xong. Vãi nồi, hai cái vé quay kim cương anh em à. Em mở quá đen luôn anh hai ơi. Ok, bây giờ là tôi lại là bé Lâm sẽ chuyển qua là mở hộp súng nha anh em ơi. Xem là hộp súng nào mà tôi chưa sở hữu ấy. Và tôi sẽ mở nha. Ui, phá đầu tiên là ra cái nịt rồi này. Ok, để xem là cái nào mà chưa có anh em ơi. À, kiểu như là chưa có mà nhiều anh em tôi mới mở nha anh em ơi. Chứ có màu hộp nói chung là cũng khó ra. Ok. Ui, cái này toàn mấy chục hộp nhưng mà tôi đã sở hữu hết rồi anh em à. Rồi, bây giờ cái này là có tổng hết luôn là 6 hộp này. Anh cho em quay ấy. Ok luôn hai ơi. Ok, bé Lâm mở này. Mở. Đây nè, rồi ra cái nịt luôn. Vãi nồi thật sự anh em ơi. Bé Lâm mở đúng đen luôn ấy. Bây giờ là tới lượt của tôi nha. Để xem là tôi mở có ga không nha. Đây, cây mắt 10 chính là cây súng tủ của tôi anh em ơi. Yeah. Bây giờ là chắc chắn là ga này. Thiên lên lên, địa lên lên, ga. Dĩ yeah, trời. Cái nịt luôn. Vãi nồi 29 ngày anh em ơi. Cay đấy nha. Ok, bây giờ là để xem là còn hộp súng nào nữa không anh em à. À, cái này là có rồi anh em ơi. Cái này cũng có rồi này. À, cái nào cũng có luôn anh em à. Tính ra là súng tôi nhiều quái cả trưởng luôn ấy. Ok, bây giờ là tôi sẽ lướt xuống dưới một xíu nha anh em ơi. À, đây rồi. Cái này có 4 hộp này, anh cho em quay đây. Ok luôn hai ơi. Mở đi. Ôi vãi, nồi ra cái nịt nữa anh em ơi. Bé Lâm công nhận là hôm nay nó mở súng đúng đen luôn anh đúng em à. Đúng rồi anh hai ơi. Hổng giờ em hên lắm mà bây giờ sao xui quá à. Rồi anh em ơi, thì anh em thấy là nãy giờ là tôi là kiểu mở cũng gần hết rồi. Đây, còn cái này này, còn 4 hộp này. Coi anh mà học hỏi này. Chứ em nghĩ không trúng quá anh hai ơi. Sao kỳ vậy mày, không tin tưởng nhau. Trời ơi, mỗi lần mà bé Lâm nó nói không trúng là không trúng thiệt luôn anh em ơi. Ok, bây giờ là để xem là còn hộp súng nào nữa không anh em à. Tôi nghĩ là hết rồi anh em ơi. Tính ra là mấy hộp súng này là toàn mấy chục không à anh em à. Nhưng mà hai có chân rồi. Đúng rồi, tôi kiểu như là sở hữu hết rồi anh em ơi. Ok, rồi. Nói chung là tôi đã mở hết rồi anh em à. Hộp súng cái kiểu là cũng đã hết rồi. Nãy giờ ra cũng khá là nhiều rồi anh em ơi. Mấy bộ này nói chung là đã sở hữu luôn này. Tôi định là mở luôn ấy, nhưng mà đã sở hữu rồi anh em à. Rồi, thì hôm nay là cái hạt tôi là kiểu đã phá xong rồi nha anh em ơi. Và nói chung là đã giàu rồi và trở thành siêu giàu luôn anh em à. Nãy giờ là ra cũng khá là nhiều đấy. Hộp đá ma thuật các kiểu là tôi tích lũy nhiều năm ấy, cũng như là mang ra chơi khô máu luôn anh em ơi. Ok, nãy giờ các bạn xem video á, đừng quên là cho kênh Bé Lâm một like này, cũng như là đăng ký kênh nha anh em ơi. Nhớ là đăng ký kênh mạnh nha. Và đừng quên là cái shop simavi.com của tụi mình của em Cương nha. Đường link là em ghi ở phần comment đúng không? Đúng rồi đó anh hai ơi. Ok, bây giờ chắc có lẽ là tụi mình sẽ dừng video đây. Bye bye, bye.